Em cảm thấy rất là vui ạ. Và hạnh phúc. Tôi cũng rất vui. Kết quả em gái được như là tôi rất vui rồi. Thỏa mãn được nguyện vọng con, tôi vui. Bình thường thì cũng năng động, hoạt bát ở trong ở nhà các cái trường phổ thông thì cũng thế rồi, nhưng mà tôi cũng chưa biết là em đến đây thì thi như nào, nhưng đến bây giờ này thì cũng thấy là cháu cũng được 80%. Em thì nhớ được một phần, em ấn tượng nhất đó là về kỷ luật bản thân và được học với một doanh nhân giỏi. Theo em thì thành công là phải biết nắm bắt cơ hội, và em nghĩ đây là cơ hội tốt nhất cho em. Không tính là để cháu đi du học, nhưng mà thấy cháu tìm hiểu những cái trường này thì phù hợp với cháu, thì cháu đòi đi cái trường đây, nhưng mà chị thì chị chưa biết. Đến lúc là ra đến đây thì thấy người trường và các cô các thầy là đều là cũng là tốt, là đều phù hợp với con gái chị, để chị cho cháu là quyết tâm cả. Thì tôi nói chung là chị thấy con gái chị đổi là cũng chị tự hào về con gái mình, cũng thế là yên tâm, là chị chung là chị rất hạnh phúc. Trường Doanh nhân CEO Việt Nam, CEO Business.